Xin chào mọi người. Hôm nay Trang sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề đang được rất nhiều các mẹ quan tâm, đó là tình trạng táo bón của con do dùng sữa công thức. Hiện nay, việc sử dụng sữa công thức cho con ngày càng phổ biến. Thông thường thì các bố mẹ chỉ lựa chọn sữa công thức theo kinh nghiệm, lời mách bảo của bạn bè mà rất ít khi quan tâm đến vị giác, thể trạng của trẻ cũng như là cách dùng sao cho khoa học nhất. Việc lựa chọn loại sữa không phù hợp hay là cách dùng không đúng có thể dẫn đến ảnh hưởng giảm chất lượng dinh dưỡng sữa cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa của con. Trong đó thì có một hiện tượng đó là táo bón rất là thường gặp ở những trẻ dùng sữa công thức. Hôm nay Trang sẽ chia sẻ với các bạn những sai lầm mà các mẹ thường phải gặp phải dẫn đến tình trạng táo bón của con khi dùng sữa công thức. Sai lầm thứ nhất mà các mẹ thường gặp phải đó là pha sữa quá đặc. Có nhiều người nghĩ rằng khi mà pha sữa đặc thì sẽ cung cấp nhiều dinh dưỡng cho con hơn, con sẽ hấp thụ nhiều hơn, tăng cân nhanh cũng như là phát triển nhanh hơn. Nhưng mà chính cái điều đấy đã làm cho đường ruột của con dễ bị mất nước, hay là những dưỡng chất như là protein, sắt và canxi không hấp thụ hết khi đào thải ra hệ tiêu hóa có thể gây nên tình trạng táo bón. Sai lầm thứ hai mà các mẹ thường hay gặp phải đó là nước pha sữa không đúng nhiệt độ. Mỗi một loại sữa thì sẽ có một nhiệt độ tiêu chuẩn do nhà sản xuất đưa ra. Khi mà các mẹ pha sữa thì nên lưu ý lựa chọn nhiệt độ nước phù hợp. Nếu các mẹ mà lấy sữa, lấy nước quá nóng thì có thể là làm cho những dưỡng chất như là nhóm vitamin nhóm B, lysin, acid folic hay là một số loại sữa có bổ sung những cái chủng lợi khuẩn sẽ bị hỏng và mất chất dinh dưỡng. Ngược lại, nếu mà các mẹ pha sữa với nhiệt độ quá thấp thì sẽ làm cho sữa không được tan trong nước, sữa sẽ dễ bị vón cục và khi vào hệ tiêu hóa của các con thì các con sẽ dễ bị trướng bụng, đầy hơi cũng như là gây nên tình trạng táo bón. Sai lầm thứ ba mà các mẹ thường hay gặp phải đó là pha sữa với nước khoáng. Thì trong nước khoáng thường chứa hàm lượng natri và canxi rất là cao. Khi pha sữa chung với nước khoáng thì sẽ làm hàm lượng này dư thừa, hệ tiêu hóa của con không hấp thụ hết thì sẽ tạo nên tình trạng trướng bụng, đầy hơi và táo bón. Sai lầm thứ tư mà các mẹ thường hay gặp phải đó là lựa chọn loại sữa không phù hợp với con. Có rất nhiều loại sữa chứa hàm lượng protein, chất đường hay là chất sắt quá nhiều, nên là khi mà con uống sữa công thức đấy thì sẽ không hấp thụ hết và đào thải ra hệ tiêu hóa, tạo nên tình trạng táo bón. Sai lầm thứ năm mà các mẹ thường hay gặp phải đó là pha chung sữa công thức với sữa mẹ hoặc pha nhiều loại sữa công thức với nhau. Mỗi một loại sữa thì sẽ có tỷ lệ protein, tỷ lệ lượng nước cũng như là các hàm lượng dưỡng chất khác. Mỗi một loại sữa sẽ có một tỷ lệ khác nhau. Khi các mẹ mà pha chung nhiều loại sữa với nhau như vậy thì sẽ làm cho con dễ bị tình trạng là khó tiêu, trướng bụng, đầy hơi và táo bón. Sai lầm thứ sáu mà các mẹ thường hay gặp phải đó là pha sữa với nước trái cây. Có nhiều gia đình có một thói quen đó là cho trẻ uống sữa công thức lẫn với cả nước trái cây vì nghĩ rằng như vậy sẽ bổ sung nhiều vitamin và chất xơ cho con hơn. Thế nhưng mà trong nước trái cây thì hàm lượng axit rất là cao, sẽ làm biến chất dinh dưỡng trong sữa cũng như là làm kết tủa chất protein ở trong sữa, từ đó thì sẽ gây nên tình trạng là bé sẽ rất dễ bị trướng bụng, đầy hơi và táo bón. Sai lầm thứ 7 mà các bố mẹ thường gặp phải đó là pha sữa với nước cơm hoặc là nước cháo loãng. Trong sữa thì chứa rất nhiều vitamin A, còn trong nước cơm và nước cháo loãng thì lại chứa chất gây phá hủy vitamin A, từ đó gây nên tình trạng thiếu hụt vitamin A và ảnh hưởng đến thị lực của các con. Hơn nữa thì tinh bột trong nước cơm sẽ làm cản trở quá trình hấp thụ canxi trong sữa, từ đó gây thiếu hụt canxi, ảnh hưởng đến sự phát triển về chiều cao của các con cũng như là ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, trong đó thì có tình trạng là táo bón do phình giãn đại tràng. Sai lầm thứ 8 mà các mẹ thường hay gặp phải đó là không vệ sinh bình sữa sạch sẽ. Khi mà không vệ sinh bình sữa sạch sẽ thì sẽ làm một môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, sinh sôi. Từ đó khi các con bú sữa vào thì sẽ làm ảnh hưởng, gây rối loạn hệ tiêu hóa của các con, trong đó có tình trạng táo bón. Thì tình trạng táo bón gây nên rất nhiều hậu quả và biến chứng nguy hiểm cho các con như là chậm hấp thụ gây suy dinh dưỡng hay là bé sẽ biếng ăn. Khi mà bé biếng ăn thì sức đề kháng đối với bệnh tật của các con sẽ cũng rất là kém. Hậu quả tiếp theo đó là các con có nguy cơ bị viêm ruột, tắc ruột hoặc là ngộ độc do hấp thụ lại chính một phần dưỡng chất ở trong phân đang ứ đọng lâu ngày trong hệ tiêu hóa. Hoặc là các bé có thể gặp phải tình trạng là trĩ và nứt kẽ hậu môn từ rất là sớm. Chính vì thế nên khi lựa chọn loại sữa công thức cho các con, các mẹ nên để ý phù hợp với thể trạng của các bé cũng như là cách sử dụng sao cho khoa học nhất để làm thế nào hạn chế được tối thiểu tình trạng táo bón của các con.
Nếu các bạn thấy thông tin hay và hữu ích thì hãy ấn đăng ký kênh để được cập nhật thêm nhiều kiến thức chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Hãy chia sẻ video đến những người bạn của mình đang quan tâm và tìm hiểu vấn đề này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.